Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ mang đến cho anh chị và các bạn tham khảo về chiếc xe Mitsubishi Outlander. Phiên bản này là phiên bản 2.0 CVT, sản xuất năm 2020, sẽ có ngoại thất màu nâu, nội thất ghế da màu đen. Với cơ bản của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo là không đâm va, không ngập nước. Về hiện trạng đèn đóm của chiếc xe, tất cả các chi tiết đều giữ được độ nguyên bản. Ở phần đầu xe thì nó sẽ có nổi bật cho anh chị và các bạn những cái chi tiết đèn bi chiếu sáng kết hợp với đèn halogen và những cái phần mạ chrome ở phần đầu xe tạo điểm nhấn ở phần đầu xe. Sơn si của chiếc xe thì nó cũng có điểm xước sát nhỏ ở phần cản trước, cản sau. Thân xe thì có một vài điểm nhỏ. Đấy. Những cái chi tiết của chiếc xe thì em cũng sẽ quay rõ ràng cho anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc. Về cơ bản bên ngoài của chiếc xe thì bác chủ có lên cho chiếc xe như là bệ bước này, trang bị là bậc cứng này, rồi là ốp bảo vệ tay mở cửa, hay là những chi tiết về che mưa, dàn kính. Đấy là những cái cơ bản bên ngoài ta có thể nhìn thấy được. Và dàn bâm của chiếc xe thì được trang bị bâm hợp kim. Lốp lát của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là dày. Đếp lốp vẫn là tuần thứ 13 của năm 2020 chị nhé. Sơn si ngoại thất của chiếc xe thì em mời anh chị và các bạn cùng đi tham khảo qua. Ở phần bên ngoài của chiếc xe thì nó cũng có một vài vết móp mép nhỏ. Cái vết đấy thì em vẫn để nguyên vì nó là nguyên trạng của chiếc xe cũng như là zin, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của chiếc xe cả. Đấy, đây là những cái phần sơ qua về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe, chị có thể cùng tham khảo qua. Đấy. Trong video thì em cũng cố gắng tả kỹ cái chiếc xe cũ đã qua sử dụng để anh chị và các bạn có thể là yên tâm lựa chọn. Đây là những cái vết xước nhỏ, xước râm này. Nó không thể tránh được cái quá trình lùi xe hoặc là đi vào những cái cung đường mà lùi mà có cây cối bên phía sau ấy. Nó sẽ làm cho cái quá trình nó sẽ làm cho anh chị và các bạn quá trình lùi nó bị xước. Cái đấy thì chắc không thể tránh được về phần những cái phần sơn si. Nhưng mà mình cần lưu ý về những phần thân vỏ của chiếc xe như là cái phần khung gầm, động cơ, máy móc. Đấy, những cái điểm đấy mình cần lưu ý anh chị nhé. Đây là những cái phần cốp của chiếc xe thì em cũng đã quay rõ cho anh chị và các bạn có thể thấy được là tất cả hiện trạng của nó vẫn còn nguyên bản, không có bị tháo mở sửa chữa gì cả. Và chất lượng về những phần bậc cốp của chiếc xe hay là cái phần không gian chứa đồ thì nó cũng có đầy đủ, có vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý này. Với hàng ghế thứ ba thì nó có hai bên, nó sẽ có chỗ để đồ cũng như là để ly cốc. Cái phần đỉ lót phía sau thì chị bạn có thể thấy là nó vẫn rất là đẹp, do bác chủ bác ấy cũng không chở đồ gì nặng cả, gần như không có chở gì nên nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Đấy, cụm đèn hậu phía sau, các chi tiết ốp bảo vệ cũng được trang bị đầy đủ hết. Và nội thất của chiếc xe thì nó có nâng cấp những gì thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua. Với khối động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ là máy 2.0. Cho anh chị và các bạn cái mức tiêu hao nhiên liệu đường kết hợp nó khoảng 7,25 lít. Còn đường trong đô thị nó khoảng 9,75. Còn đường ngoài đô thị nó khoảng 5,8 thôi. Cái mẫu này là một mẫu 7 chỗ giá rẻ nhất trong phân khúc. Chỉ có cái là kiểu dáng bên ngoài của chiếc xe thì nó không được bắt mắt như một số đối thủ trong cùng phân khúc. Còn về cảm giác lái vận hành của chiếc xe thì em nghĩ nó cũng không có mẫu xe nào vượt qua được đâu ạ. Về cái khả năng làm mát của dòng xe Mitsubishi nó rất là tốt, độ mát sâu. Đóng cửa vẫn rất chắc chắn anh chị nhé. Không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ có như nào? Ở phần khu vực táp ly cánh cửa thì nó sẽ được trang bị là lì. Còn có ốp những cái phần nhựa bóng này, những cái chi tiết nó giúp nó nổi bật hơn. Kính chức năng thì nó có lên xuống kính một chạm tất cả các hàng ghế này, rồi là có chỉnh gương, gập gương, hệ thống loa được tích hợp trên cánh cửa. Và phía bên trong đây thì ta sẽ cùng ngắm qua một số các chi tiết như hệ thống ốc bản lề, cột kèo của chiếc xe thì nó vẫn còn giữ được độ nguyên bản, là do góc này nó hơi chật, đâm ra khi mà anh chị và các bạn mà muốn xem rõ hơn thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin cho anh chị và các bạn. Ở trên chiếc xe này thì nó vẫn có những cái tính năng cơ bản đủ cho anh chị và các bạn dùng khi di chuyển cao tốc hay là đường đèo, đó là những cái tính năng như là giới hạn tốc độ hay là hệ lệnh chuyển số thể thao, có trang bị đèn auto và gạt mưa auto. Số km thực tế của chiếc xe đã lăn bánh trên đường anh chị nhé, 56.027 km. Màn hình thì vẫn là màn hình zin theo xe thôi, bác chủ chỉ có nâng cấp như là ốp bảo vệ ở những cái phần yên ngựa này, giả và những cái phần vân carbon nhìn trông nó sport hơn. Với phiên bản này là phiên bản mẫu mới rồi thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn như hệ thống phanh tay điện tử và giữ chân phanh auto hold.
Đây là những cái chi tiết về phần ghế ngồi của chiếc xe anh chị nhé. Đây là những cái phần ghế lái của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng thì nó cũng có những cái hiện tượng bị sờn chỗ này, do quá trình là bác chủ bác ấy ngồi và bác ấy hay mặc quần bò, đâm ra nếu khi mà ngồi nó sẽ có hay đeo cái dây chìa khóa nó sẽ bị cạ vào chỗ này, dẫn đến cái tình trạng nó bị sần chỗ này anh chị nhé. Đấy, còn về cơ bản chất lượng ghế ngồi của chiếc xe này nó cũng có hiện tượng theo thời gian rồi, xe cũng trải qua là 4 năm sử dụng rồi. Đấy, km của chiếc xe thì tất cả cái gì của chiếc xe thực tế thì em cũng đều quay rõ ràng để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể là yên tâm và cân nhắc lựa chọn. Đăng kiểm cũng như là phí đường bộ của chiếc xe thì nó còn rất là dài, đến tận tháng 7 của năm 2016 2026 cơ anh chị ạ. Đây là những phần con ốc bản lề này, rồi những phần thanh răng, phụ bát bèo. Đấy, tất cả mối nối của chiếc xe, ốc thì nó vẫn còn dấu của nhà sản xuất đầy đủ. Đấy, các bác có thể nhìn qua hệ thống đèn của chiếc xe nó vẫn còn rất là đẹp, không có hiện tượng bị bả keo bả viết do bị va chạm gì cả. Đấy, chất lượng bên phụ của chiếc xe chị có thể nhìn qua từ những phần ốc khung xương, ốc dàn đầu của chiếc xe để mình cùng cảm nhận, và ở những phần con ốc chân máy của chiếc xe đây. Với mức giá bán của chiếc xe Mr. Outlander 2.0 CVT sản xuất vào năm 2020, em đang chào bán cho anh chị và các bạn một cái mức giá bây giờ nó chỉ còn vào khoảng 635 triệu thôi, giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Ngoài ra thì em đang còn một chiếc xe 2022 đang chào bán với mức giá là 780 triệu màu đen. Đấy. Anh chị và các bạn yêu thích mẫu xe nào thì hãy liên hệ em để em có thể hỗ trợ tìm xe cho anh chị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.